một mét rưỡi đó, dán gạch này là gạch 30-60, mỗi một viên như thế này là ba tấc chiều lên và bề ngang là 6 tấc. Ở trên này có một cái viên gạch có một cái đường chỉ bông ha, rất là đẹp. Sau đó ngày mai là anh sẽ tô cái phần này. Ngoại ngủ với con rồi cái cột phòng cái ai rửa cái tấc cửa nó 900 ba đứa đó ngủ đi. Vậy là bây giờ là phân chia số phòng hết đúng không? Chia rồi. Chia rồi đúng không? Đã có sự dành rồi đúng không? Dành nó hồi hôm chiều rồi. Tại vì chiều rất kìa túi vét dọt qua cái lá đó chạy vô thôi mà ngoại. Cái phòng này con ở nghe con đắt rồi con lấy chiếu ngủ đó trước 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 vô ngủ trước có được không? Dạ Bương Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì các anh em quay trở lại cập nhật tiếp tình hình của ngôi nhà của cô Chính cùng với lại năm người cháu của bác quý anh chị. Cũng các anh thợ cũng đã xây xong một buổi trưa rồi và xây xong cái phần này nè, mặt dựng này cô bác quý anh chị, chỉ còn chờ đổ đà lên tới trên đó rồi xây thêm một cái viên gạch đụng cái phần la phong nữa. Ngôi nhà này thì xây mặt tường khá là đẹp ha. Sau khi xây xong á thì ngày mai này anh Hợp sẽ tô đó, sẽ tô lên rồi dán gạch lên đụng lên tới trên cái phần la phong nữa luôn. Anh Hợp đã xây đến cái sắt gâu bên trên kia kìa cô bác quý anh chị. Và cái sắt gâu này á thì tí xíu nữa chiều nay các anh cũng sẽ đổ đà luôn cho nó cứng cáp lại rồi ngày mai sẽ tô và dán gạch. Cô bác quý anh chị có thấy cái đà ngang ở đây không? Cái cây đà gác ngang cửa không? Đây là một cái cây đà gác ngang cửa sổ với lại cửa của trước á, để cho nó cứng cáp hơn và nó tường nó không bị xé ra cô bác quý anh chị. Anh cũng còn có một cái cây đà nền dưới này nữa nè. Ở những cái phần xây gạch thì anh Hợp anh luôn làm những cái cây đà đền như thế này. Và ngày hôm nay thì review như thế này, cái những cái phần thô cho cô bác quý anh chị biết về độ cứng của cái ngôi nhà đó. Tại vì ngôi nhà khi mà xây xong đó thì anh nó phải sử dụng ít nhất khoảng 40 năm. Nó không có bị xé tường, nó phải có độ kết cấu dính so với cái phần tôn rồi nó không xé tường, không bị sụt lún. Đó, nên là nữ là review cho cô bác quý anh chị xem luôn. giống như là kênh YouTube tự nhiên đi review nhà ha. Nhưng mà review được nhiều ngôi nhà thì cô bác quý anh chị được sự ủng hộ của cô bác quý anh chị thì review được nhiều ngôi nhà cũng là vui. Tại vì biết đâu đó rằng thì các anh em đã có thể kết nối được với quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để mà san sẻ những cái yêu thương này. Đó, giống như lá lành đùm lá rách cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì anh Hợp và anh Hùng mặc áo mới cho ngôi nhà. Vì sao gọi là mặc áo mới cho ngôi nhà ha? Vì trước đây những cái ngôi nhà trước đây á thì chỉ cùng đồng hành với anh Hợp á để cắt cho những cái hoàn cảnh khó khăn á thì chỉ có nhà của chị Dứa là được xây mặt đằng trước và dán lên ở trên này chỉ có 1.5 mét thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay nhà của cô Chính thì lại đẹp hơn như thế này, dán hết khung cái phần này và dán ở trong lên đến 1.5 mét đó, rồi dán luôn cả cái phòng nữa. Anh Hợp nói chỗ nào mà xây là cứ dán hết nữa. Cô bác anh chị thấy uy tín ghê chưa? Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ vào bên trong ha. Cái phần này thì ngày mai lên nhìn nó sẽ lộng lẫy hơn tí xíu. Bây giờ thì còn là phần thô nên là nữ là mình nhìn màu nó chưa dạ lên và chưa có sáng. Thì vào bên trong để xem các anh đang dán gạch lên như thế nào. Và gạch này thông tin với cô bác anh chị là Bùi Hồ cùng với anh Hợp đi chọn. Cô Chính nói là các em cứ muốn chọn màu nào thì chọn. Này là không sao hết á. Đây là miếng gạch dán. Và thông tin với lại cô bác quý anh chị miếng gạch này á là trước khi dán là các anh đã có ngâm nước nha. Tại ngâm nước thì dán nó mới dính mới nổi. Tại khi mà Bùi Hồ review mình không kỹ á, cô bác quý anh chị nói sao gạch này các anh không chịu ngâm nước. Thì các anh đều có ngâm nước rồi nha cô bác quý anh chị. Cũng có ngâm nước hết. Còn đây gạch. Tuy nhiên thì các anh em mình quay rất là kỹ và cận cảnh các anh làm những cái việc nhỏ nhặt này nọ mình đều quay hết đó cả nhà. Nhưng mà tuy nhiên á thì vừa qua thì những miếng gạch mà ngâm nước á thì mấy anh em mình không có quay. Tại review thiếu. Nên là nữ cũng thông cảm. Miếng gạch này lao ra sáng lắm. Nó có một cái vân xanh xanh đó. Các bác anh chị thấy không? Nhưng mà qua màn hình thì nó thấy nó hơi mờ. Tuy nhiên gạch này nè, cái vân này nó mà vân xanh nhiều nè. Nó giống như là vân cái vân của alu á, nó giống vậy. Hình nữ nó cũng khớp so với cái phần gạch dán tường này. Bao nhiêu đó cho cô bác quý anh chị hiểu thêm. Sau khi xong thì mình sẽ đem hai cái giường đem nội thất rồi vô. Nhìn ngôi nhà này rất là dễ thương. Dễ thương là một phần là vì ngôi nhà này nằm ở một cái ngoài cái không gian nó khá là thoáng và cái sân khá là rộng.
nên là nữ là Bùi Hồ và các anh em có thể review được tất tần tật ngôi nhà từ cái mặt dựng đằng trước nó như thế nào và ánh sáng nó chiếu đâu vô ngôi nhà là ra sao. Còn ngôi nhà của cô Út á thì do nằm ở trong một cái lùm cây không có review hết được, như là không gian cũng khá là hẹp nên cô bác anh chị cũng thông cảm. Ngôi nhà nào thì khi mà mình cất á thì cũng như các anh thợ, các anh đều đặt một cái tâm vô đó làm để cho nó chắc chắn trước cái đại. Còn về độ thẩm mỹ thì sự chân góp ý của cô bác quý anh chị á, rồi những cái đóng góp của cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân á, các anh em sẽ từ từ sẽ cải thiện mình hơn. Giống như là các anh em đâu trước đây là quay những cái hoàn cảnh rồi cần giúp đỡ nhiều lắm, nhưng mà review ngôi nhà thì bây giờ nó gần như là phải nói là nó gần như là những cái bài học lớp vậy. Review từ cái khâu đồ cuốn nền, khâu xây tường, khâu đóng la phong, rồi khâu dựng nhà sao. Thời gian khoảng 2 tháng gần đây là coi như là review nhà. Thôi bây giờ mình vô trong ha. Cái miếng gạch mà sau khi ngâm nước xong là cô bác anh chị sáng bóng luôn. Đẹp ghê ha. Phải nói rất đẹp. Nó sáng bao nhiêu là Bùi Hồ đen bấy nhiêu á. Nó tương phản mà. Nên là nữ là nó càng sáng thì mình thấy mình càng đen. À, đây cái lưu có miếng ngâm đây. Cô Chính nói rồi, để ngâm ở trong này đi. Cái đó là cô Chính nói nha, chứ không phải là các anh thợ tự ý nha. Dạ, đây ra không, đi bóng đèn đẹp không? Ở đẹp không cô bác, chiều nay thì cũng gần 5 giờ chiều rồi. Thành thử ra là nó bị tối á. Chứ khoảng 3-4 giờ chiều hoặc 9-10 giờ sáng thì ngôi nhà này sáng lắm. Dễ thương lắm, đi bóng đèn đi túp lô đồ hết nè. Đi bóng đèn rồi hết nè, đó. Rồi, ở đây là bằng tôn nha. Còn ở đây là alu và đá. Đây, rất là dễ thương, đúng không? À, có nhiều bình luận là nói ước mơ này là của cô nhiều người lắm chứ không phải của riêng mình, của mình, của Chính thôi. À, và cô báo anh chị để ý, đứng đó. Đây là gạch dán. Đây là alu giả đá. Đó, nhìn những màu giống nhau không? Giống nhau luôn. Giống nhau không? Đây can dán mặt trước đúng không? Ở mặt sau này dán luôn. Và cái phần ở trong này nè cô báo anh chị. Phần đây. Phần tường này dán lên tới đây luôn nè. Dán lên 1.5 m luôn. Cũng có một cái cô Kim ở Mỹ cũng có góp ý rằng á là khi dán gạch lên rồi ở trên này mới tô tiếp thì nó sẽ bằng cái mặt gạch so với cái mặt hồ á, nó sẽ bằng với nhau và nó đẹp hơn. Thì anh Hợp anh nói là dán lên rồi mới tô thêm đó. Thì đó thì anh Hợp anh biết hết, anh nói là cô rất là tinh tế nên cô góp ý như vậy thì anh làm hết đó. Đẹp không? Ở chỗ này là phải dán luôn nha, mai mốt mà hôm nay dán nhớ nhắc Bùi Hồ. Nói vậy cho dán hết à. Anh ổng nói làm những cái công đoạn chỗ này nè, tốn thời gian lắm. Anh Hồng của anh đang cắt ở ngoài á. Dạ. Dán giống bên này nè. Đẹp không? Quá đẹp rồi. Dễ thương ha. Này là mặc áo mới cho ngôi nhà. Những cái chi tiết như thế này nó góp phần cho ngôi nhà thêm đẹp. Có gạch thì ngôi nhà nó sẽ sáng lên. Còn cái phần nền đây. Đây có quá anh chị. Trời ơi, dễ thương ghê không? Ha. Đây, 1.5 m. Đó, dán gạch này là gạch 30-60. Mỗi một viên như thế này là 3 tấc chiều lên và bề ngang là 6 tấc. Ở trên này có một cái viên gạch có một cái đường chỉ bông ha. Rất là đẹp. Rồi sau đó ngày mai anh sẽ tô cái phần này rồi lăn bơi ở trên cái phần trên này luôn. Tô là cái mặt tô tường đó nó sẽ bằng mặt gạch đó. Đúng rồi. Ở bằng mặt gạch này luôn. Đây. Điện đồ các anh cũng đã đi hết nha cô bác anh chị. Có 2 bóng đèn nha. Quay lên đây bóng đèn ngủ nữa nè, bóng đèn đẹp. Không phải bóng đèn phòng khách á. Bóng đèn của nhà lớn. Và điện này đều được đưa vô một cái gọi là cái ở Việt Nam gọi là cái từ này gọi là lò xo mà hay gọi mũ hay còn gọi là ruột gà. Thì nhà con đó thì cái phần này nó quan trọng lắm. Lý do là điện phải dồn vô đây vì điện này không có nẹp vô những cái như thế này á thì nó rất là nguy hiểm. Và vì như vậy thì anh Hợp ảnh cũng có nói em quấn là đi cái phần chống giật đây. Cái này là CB chống giật. Để khi mà nó có chạm đồ đó thì cái CB này nó tự nhảy. Đây là một trong những cái bảo vệ an toàn trong những cái thiết bị nhà tôn mà rất cần thiết luôn đó. Ở đây là anh cũng đổ cây đà ngay chỗ này cô bác anh chị. Sáng biết Bùi Hồ có review chưa? Cây đà ngang cửa sổ ha. Cái này cũng tô hết luôn đó. Còn ở ngoài trước nè, nhìn ở đây nè, cái phần này nè dễ thương như không
đổ cây đà, đổ cây đà gắn một cái lam lấy gió ngoài trước luôn ha. Rồi sau đó là xây gạch lên, rồi sau đó là tiếp tục đổ đà, đều có nói cái phần gâu hết trơn á. Ở trong này thì mình sẽ nhìn thấy nó rõ hơn. Để có được ngôi nhà này á thì ngoài sự tư vấn của các anh thợ nè, của tất cả các khán thính giả, cô bác quý anh chị xem kênh này, có sự tư vấn góp ý của cô Julie Hoàng ở Mỹ đó. Cô đã nói làm sao mà cho ngôi nhà này, thứ nhất là xây tường lên để cho nó tôn thông mục nè, thứ hai là hạn chế côn trùng nó bò vào. Và cô bác quý anh chị thấy không, cái bát này con côn trùng không thể nào vào được, đúng anh nào? Nó tôn liền luôn. Từ ở dưới này lên đây là em thấy hơn 3 tấc anh Thập ơi. Toàn cắn nền lên khúc nữa. À còn cắn nền nó gạch lên. À từ cái phần mặt gạch đó là lên 3 tấc, nhưng mà từ cái phần nền khoảng 3 tấc 2 đúng không? Khoảng 3 tấc 2 á. Có nghĩa là 3 tấc 2, 3 tấc rưỡi luôn á. Còn cái tay mặt gạch lên tới đâu anh Thập? Nó gạch cái đây. À tên trên đó ha. Đẹp không? Là dán gạch nó, dán gạch ở trên cái phần này luôn nha. Đúng không? Ừ, dán này nè. Đó, dán gạch ở trên cái phần máy viên gạch này luôn, chứ không phải là xây gì xong rồi tô là bỏ nha. Đó. Anh Hợp ảnh là lần này anh nói là có bao nhiêu gạch là cứ xây là dán, cứ xây là dán. Không tin với cô bác với chị. Bữa hồi nhận thấy là cái phần gạch dán tường đó ở trong nhà dán chỉ 1.5 như thế, ở trên tô là đẹp, chứ dán thẳng lên trên là nhìn đẹp, nó không đẹp. Nó không đẹp. Nó không đẹp, thật sự là như vậy. Còn ở phần trước thì nên dán lên hết. Bữa nay là xây hết cái phần này không anh hả? Có hù, xây được nhiêu xây. Vậy hả? Ừ, tấu rồi. Tối rồi. Gạch xây này là gạch nó khác gạch kia hay giống anh hả? Khác, gạch đây gạch nền. Gạch nền nó khác hả? Ừ. Gạch đây dễ thương không? Gạch nền. Ngôi nhà này rộng lắm, ngang 4.5m, chiều dài tới 12m, chưa kể cái phần nhà chỗ rửa rau củ á, là nằm ở sau nhà vệ sinh, sau nó tính ra khoảng 17m luôn á. Chiều nay dán xong mấy này không anh Hùng? Tới đây rồi xong không? Chút nữa gọi này vô nó bị mất quá rồi. Vậy hả? Bữa nay thấy vất vả quá ha. Còn vách này nữa, ở trong đó nữa, tính ra cũng nhiều anh Hùng, anh Hợp ha. Cái vấn đề này thì anh Hùng rất là tỉ mỉ. Đây cho cô bác anh chị coi này. Coi anh Hùng ảnh phân tích nãy này thấy cũng hay hay nè. Nói gì? Cái viên gạch nãy giờ là anh Hùng ảnh đi mài. Anh đi mài ra nè, để cho viên gạch nó nối nhau nó khớp á. Mài một cái cạnh xéo. Anh nói mài này á thì dáng nó đẹp nó khớp. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm á. Mấy đứa bé mà lỡ nó chơi anh Hùng hả? Cầm chơi cây bỏng rồi nó quơ thì nó bị mẻ, xế nó quơ cái chúng thì nó đẹp mẻ. Thì nó rất đẹp mà không mài thì nó nhìn nó xấu đó. Nhưng mà mài này ảnh càng mài ảnh làm cực công lắm, nhưng mà để cho thẩm mỹ ở nhà dán xong như bên kia đó, các cạnh nó phải vuông nhau thì anh phải mài. Nãy giờ vừa cắt ra hết rồi cái anh mài lại đó. Cái này là tí xíu nữa để lên đây nè, đúng không? Đẹp ha. À, anh Hợp ơi, thông tin vui vui là bây giờ hết bị la rồi anh Hợp ơi. Làm mấy cái tỉ mỉ như thế này nó cực công ha anh Hùng ha? Lâu công. Nghe làm cái khung đó, phần thô lớn thì nó màu, chứ phần thẩm mỹ nó lâu lắm. Với hoàn thiện lâu. Dạ, với lại cái thẩm mỹ là mỗi người mỗi khác nhau nha. Thẩm mỹ là đối với cái đẹp thì nó không người nào, không có người nào định nghĩa cái đẹp được. Và cái đẹp đối với mỗi người nó đều khác nhau hết à. Theo mọi người thì nói ngôi nhà này đẹp, có người thì nói là làm cái kiểu kia đẹp hơn. Nên thành ra cái đẹp nó không giống nhau. Ở anh làm này kia à? Chim gon đặng nữa, mình làm gon nó dễ, nó khít, nó có gon. Dạ. Còn không chim thì là hai tấm nó khít rịch lại nhau luôn. Không chết gon không được. À. Này là mình không biết thì mình hỏi nè, chứ mình không có coi cai gì đây nữa nha. Nên cứ bình luận nó vừa hồ rồi mấy anh em mà coi cai có biết gì đâu mà coi. Nhưng mà khích ghê không? Khích ha. Dễ thương á. Quá dễ thương luôn.
Mình hợp nó không khít không được, mình hợp phải cho khít nữa thôi. Đẹp quá. Nói chung là nhà làm xong đến đâu là anh lớn, anh lao à. Anh lao phần gạch bên kia sáng không? À, làm xong là anh phải lao hết. Ủa em thấy anh dán lên mau mà anh nói này lâu gì, cắt nó mới lâu đúng không? Nó cắt thì lâu. 20 lít nó lâu. Mài với lại lít cái viên gạch nó lâu. Chỉ là gạch tường này mình trà rong, còn gạch nền không có trà đúng không? Ngoài là chết con đen. Chết làm con đen, nhưng mình lót rồi cái hầu dầu mình nó nổ lên đó, cái mình ấy luôn. Con này là con gì? Nó đi trắng về là con khác nhau hả? Trắng nó mới nổi lên. À, hay ha. Có nghĩa là trên này mà anh làm cái con màu trắng nó nổi cái viên gạch lên. Còn có khi nó làm màu cũng con màu. À, còn ở dưới nền là phải là con đen. Cái chân của mình đi nó bị dơ nên sao này? Đúng rồi. À, nó nói cái mỗi cái mình hiểu thêm ha. Có nghĩa là ở dưới á, ở dưới phần gạch nền á là phải chơi con đen. Lý do là cái chân của mình á, chân không đi lên da dính con màu trắng thì nó sau này khoảng 1 2 năm thì nó đóng màu đen nhìn thấy dơ lắm. Nên là thử anh chơi con đen cho tuyệt cái màu đó. Nhà mình gạch 60 còn bị lót con đen. Dạ. Chơi con đen hết, còn ở trên này là anh chờ một cái kẻ này để đi con màu trắng. Để cho nó à, vậy là con này còn đẹp hơn nữa. Vậy dạ, trốc trét con lên là cái phần đen này không còn nữa nè. Vậy là nhà của cô Út là lúc trước là mình cũng trà con đen hai hộp đến chứ không có trà được đó. Đó bây giờ nói ra ra mới hiểu thêm đúng không, để cho để hiểu hết thì nó cũng từ từ mới được đó. Đi nữa trét con này, bông này nhìn đẹp ha, con này là hoa sứ đúng không? Dạ nhìn dễ thương, nó nhẹ nhàng tạo điểm nhấn nhỏ nhỏ nhưng mà nó dễ thương. Phải hoa sứ không anh Đồng? Hoa sứ nhà đúng không? À, trên nó tới cái đàn trên đó nè, một cái đàn ngang ở trên luôn, thấy không? Sau này tô là nó bít hết cái phần đó. Cái này đổ đà lên rồi có xây lên nữa không anh hả? Xây lên đụng tới cái nóc kia, đụng tới nóc con. Đụng tới nóc con luôn hả? Ờ, đừng cho tao thấy. À, đừng giấu lại ha. À. Nó nói vậy đang ghi view từ từ, cô bác quý anh chị đăng ký kênh rồi từ từ đợi xem nha. Thật ra các anh em đang quay như thế này là cũng mong ngóng để xem lắm. Đây ngôi nhà tự nhiên ngày hôm nay cái cảm xúc nó vui vui à. Vì ngôi nhà mới được xây lên á mà nó đẹp như thế này thì nhìn thấy dễ thương. Cái phần tôn này á thì ngôi nhà này mà nếu như mà cắt tường hết á thì cái phần đà bóng nó phải giữ lắm. Đối với anh Hợp là móng là phải cho nó chắc, nó không bị xé nền, không bị lúng này kia. Là móng nó phải nhiều, tốn tiền vô cái phần bê tông nó nhiều. Chứ còn tiền xây gạch thì nó không có nhiều nữa. Đúng không anh Hợp? Xây gạch lên bằng cái phần tôn này nè. Bằng tiền cái phần tôn này so với phần xây gạch. Mà để chịu được cái ngôi nhà bằng tường thì cái phần móng nó phải cực kỳ chắc. Nên là nữ là cô bác quý chị sẽ không hiểu nè. Tại sao xây tôn này á, Bùi Hồ lúc trước cũng hiểu luôn. Tôn này với gạch xây mét vuông á thì nó bằng tiền, mà tại sao không xây gạch mà lại làm tôn? Với lý do là làm tôn này á thì không, cái phần móng nó không cần kiên cố, nó không cần chắc lắm tất cả các đà. Tại khi mình xây gạch á là đà phải đổ, phòng các phòng đều phải đổ đà hết đó. Nên là nữa là gạch là phải chắc, đổ đà là trên đà dưới nữa, đặt kiền đồ đủ thứ hết. Nên là nó ngốn chi phí vô phần bê tông nó nhiều tiền, đúng không anh Hợp? Em nói sai có gì anh nói em. Nên là nữ cô bác anh chị nói diện thật ra là nếu như mình làm bình thường mà không có review như thế này á là này mình xây tôn là xây gạch là vẫn bình thường đúng không, nhưng mà khoảng 5-10 năm là tự nhiên ngôi nhà của cô nó bị nứt liền, xé tường. Tại vì lúc đó thì các anh em của mình đâu có ở đây nữa đâu, đúng không? Mình không có ở đây được thì những cái phần nứt đó cô rất là khó xử lý, nguy hiểm đó. Nên là nữ là an toàn là trên hết. Rồi. Yeah. Rồi các anh đang chân mực nước để xây tiếp anh Hợp. Xây giáp này luôn cô bác anh chị. Thôi thì bây giờ mình đi ra mình trò chuyện với lại cô Chính tí xíu ha. Chiều nay cô ăn cơm gì á? Còn canh đó à, nó mà sáng ăn phân nữa, còn phân nữa ăn tiếp nữa. Dạ. Yeah. Còn phân nữa ăn tiếp. Dạ. Yeah. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là vô nhà mới rồi. Dạ. Yeah. Vâng. Cho mấy đứa nhỏ nó vui. Hôm đó, sống nhau đó,
nó đòi lấy chiếu thì trải cho trong buồng mỗi đó chứ khoan ha con thợ làm chứ rồi nói ủa thợ cho con ngủ không phải cho ta là đi nào làm chứ rồi chừng nào rồi ông thợ cho con vô ngủ nó về hà là con cái thằng nó dành cái phòng đầu tiên á thằng dậu nó dành phòng đầu tiên rồi cái nó ủa cậu phòng nào để cho ngoại đấy ngoại ngủ với con nói cái cọc phòng cái ai giữ đó chỗ nó chín đến trăm ba đứa đó ngủ đi vậy là bây giờ là phân chia số phòng hết đúng không chưa rồi đúng không đã có sự dành rồi đúng không dành nó hồi hôm chiều rồi tại vì chiều rất kìa túi vét giọt qua cái lá đó chạy vô thôi mà ngoại cái phòng này con ở nghe con đắt rồi con lấy chiếu ngủ đó trước vô ngủ trước có được không vậy là các bé mặc dù là nó nhỏ tuổi ngây thơ lắm nhưng mà gặp ngôi nhà mới mừng vì tại vì phải... lớn tới vợ nhỏ tới từng giường nhỏ từ mẹ là đẻ sanh từ đẻ tới giờ chứ chưa có nhà tường đâu mà ở tao mà ở giường ngủ giường như nhà lá không cái gì nó mừng lắm mừng vì đối với bé thì giấc ngủ nó buổi tối nó quan trọng rồi thức dậy nó ngày ngặt cho mình thành nữ có những bé nó cáu lên thành nữ nó khóc cự nữ nữa mà bây giờ tự nhiên được ngôi nhà chỉ biết rằng là mình hồi đó giờ sống trong cái cảnh mưa gió rồi phải chạy mỗi khi trời mưa bây giờ có ngôi nhà tự động phân định cái số phòng luôn con phòng số 1, con phòng số 2 thấy nó cũng vui đó là một cái ước mơ mà thầm không biết nói có bao giờ hồi đó có bao giờ là hỏi ngoài có khi nào mình cất nhà mới không cô Chính nó cũng nói chú nó năm lúc nó nói cái đứt ruột lắm nó ngoài nhà mình vậy còn nhà cổ hai bỏ sau nhà tường không ra ngoài đấy tại vì cổ hai đi làm được ngoài đâu có đi làm được đâu mà ngoài có tiền đấy ủa cổ hai làm gì đấy cổ hai đi làm mướn á đi làm cho người ta ở thành phố cổ hai có tiền có làm gì đấy vậy để con lớn con đi làm cổ hai gì hay ngoài nó ở đi làm nói tụi mày không biết tới lớn tao không biết còn sống tới lớn không nó chở ở đó mà đợi lấy nhà ở nói nhà mình nhà gì mưa ướt mừng con hết trơn kệ cái đá đó con chứ ngoài bệnh rồi cái ngoài đâu có làm gì cho ra tiền làm nhà mới cho con ở thì cái thế vậy thì cái mua tấm bạc đắp lên có tiền mua tấm bạc đắp lên đó nhà mình hết dột phải không ngoại chỉ cần tấm bạc thôi là nói nhà mình hết dột rồi hết ướt nó hết ướt không phải hết dột nó hết ướt rồi hen nó hết ướt rồi dạ bây giờ là thấy ngôi nhà cất đẹp không? Đẹp chứ. Nhìn thử đi. Vậy là gái tôi nó cũng mừng lắm chú ơi, nó vừa mừng mà nó khóc á, mừng ra nước mắt á cái tôi. Hồi xa, hồi lúc mà mấy chú này nghỉ trưa đó. Thảo hả? Dạ, rồi cái nói mẹ, tết có anh hai ở nhà nó đi gì dắt gì xuống hàng gì rồi nói anh hai về á mẹ nói anh hai quay cái nhà cho con coi chút nha mẹ là nói hoàn thành chưa mẹ ta mới thợ làm cũng sắp thừa hoàn thành rồi nó chiều anh hai về nó cái thằng cháu này nè về mẹ quay cho anh hai quay cho con coi nó nói con nôn lắm con ráng làm đủ số tiền là con về với mẹ ở nhà có gì ăn nấy mẹ ơi nó thấy ngôi nhà đẹp không cô Chính dạ cũng đẹp rồi cái thấy là vừa đẹp mà vừa ấm áp nữa thấy là rất là mừng rồi đó rồi cái con tôi nó thấy vậy nó mừng không biết sao là kể ra trả cho hết nó mừng hồi nào tới giờ nó sống hoàn cảnh khổ cực với mẹ đó rồi mới vậy cái nó thấy được cái nhà vậy nó rất là mừng nó nói mà nó khóc không á thậm chí là mấy anh em con còn mừng yeah. Khi mà biết kết nối được thì cô chú anh chị quý mạnh quân chung tay nhau mà ngôi lúc đầu thì nhận được số tiền đó thì là đã mừng rồi khi mà cất được ngôi nhà mà lên nó đẹp lộng lẫy như vậy thì mình lại càng mừng hơn không những là nó là nó đẹp thôi mà nó cũng phải đủ độ kiên cố chắc chắn cho mấy bé tại vì đối với mấy ở trong cái tâm thức từ nhỏ là có thể là sau này những đứa bé này nè lớn lên sẽ kể hoặc là có thể làm người có điều kiện người giàu lên sẽ kể đã từng sống trong ngôi nhà như vậy được cô chú anh chị quan tâm và được thoát cái cảnh mưa cái ký ức nó quan trọng đó. Thậm chí là Bùi Hồ khi mà nhận số tiền ủng hộ của quý mạnh thường quân á thì có rất là nhiều cô chú anh chị ông bà hiện nay đang sinh sống và định cư ở nước ngoài á từng cởi về một thời
quá khứ phải nói là vất vả lắm, thậm chí là nói vất vả hơn cô Út hoặc vất vả hơn cô Chính nữa. Cởi nghe mà cảm thấy mình rất là buồn ngồi, tại cô chú bây giờ hiện nay cũng rất khá giả rồi, dư giả để mà hỗ trợ lại những cái hoàn cảnh như thế này. Cô chú nhớ lại thì cô chú nói là giống như cái hoàn cảnh của cô chú, của ông, của bà Hà Nữ là muốn giúp làm sao cho nó trọn vẹn để thoát được cái cảnh nghèo. Vì đối với những mảnh đời, những cảnh nghèo như cô Chính, sống trong một ngôi nhà một nát là cả một ám ảnh, cả một quá khứ. Ngày hôm nay được thoát cái cảnh này thì phải nói mừng là vô bờ bến. Nói hồi cô Chính khóc nữa. Mừng khóc, mừng ra nước mắt đó chứ. Mừng ra nước mắt. Thì mà cái được nhà này nó quá hạnh phúc rồi chú ơi, chứ từ đời mẹ tới đời con rồi tới đời cháu rồi mới được cái nhà đó ở. Vì là rất là hạnh phúc rồi, còn gì nữa mà không hạnh phúc. Thì chứ hồi bà ngoại cũng vậy, sống cũng nhà cạnh nhột nát vậy đó, chứ tới con tới cháu cũng vậy. Chứ bây giờ thấy được cái nhà vậy là rất là mừng rồi đó. Đó ăn thì không có nhiêu, mà chỉ lo ở đứa cháu nó ngủ ngon giấc, yên giấc này nó ngủ thôi. Ê Brett. Rồi. Thấy giờ nghe mấy chú lại giúp nhà, bữa đó bất ngờ thiệt chứ. Tự nhiên nói người ta cắt cái nhà. Rồi ủa sao cái, có người nói thông quá cho biết nữa, thác cái chuyện như nói mời này đem thợ lại cắt, quá trời mừng luôn. Mà vừa mừng biết làm sao dọn nữa. Tại vì mình bệnh nữa đó, mình biết làm sao dọn, mà không biết kêu ai phụ giúp nữa. Cái thằng bé hai này nói thôi để con giúp cho dì ở cô Chính. Không sao rồi, mày giúp giùm tao chứ, tao đuối chứ lắm rồi, tao mừng mà như thịt thuộc gì là đuối rồi lắm á. Tao ở chân bụng rụng hết trơn rồi, cái nhiều khi đi muốn đưa hai cái giò lên trời rồi, cái đó phải có tiếng để con phụ giúp cho, cái nhỏ em cho nó nào cũng được. Cái rằng chồng nó chết thì cái ở đây không có bạc đãi nó đó, nó cũng được ngay chỗ đó, mình coi như là em ruột thôi chứ không có gì hết, không có phân biệt dâu gì hết trơn. Tại vì ở gần đây có hai chị em á nè, thì cái kẻ thấy nó vậy cũng thương xót nó, thì cái nó phụ mình cũng mừng. Mấy lần trước á thì đi đến đây chỉ có cô Chính với mấy cháu, có gặp được một chị qua nấu phụ cô Chính, thì cô Chính cũng bệnh á, cũng mệt rồi, nữ là cháu nhà kế bên thôi, nhưng mà cũng thương cô Chính lắm. Thôi thì bây giờ không có buồn nữa nha. Dạ. Mai mốt nhắc chuyện vui vui có nhà hết, mới rồi. Hết buồn rồi. Hết buồn rồi. Không có ăn cũng thấy nhà có mới, nhà mới ở là hết lỡ sợ rồi. Ăn không có ăn cũng được nữa, tại vì mình đứa mình đặt thí dụ chén coi chén gì kia bà cháu ăn cũng được vậy. Mình hồi đó mình lo từ ăn nè, lo từ sợ nhà nữa, tới bây giờ chỉ lo ăn thôi. Có nhiều ăn nấy đi. Chứ không có còn lo cái chỗ mà nhà dột sập gì nữa. Cô Chính có bếp ga không? Cái bếp ga nhỏ đó, mini nhỏ thôi chứ không có bếp ga bự. Có bếp ga nhỏ đó thôi. Bếp ga nhỏ. Dạ. Rồi thôi bây giờ thì chắc có lẽ là cũng chiều muộn rồi. Các anh thợ cũng lật đật cố gắng xây cho xong cái phần ở dưới á, nền á. Thôi bây giờ các anh em cũng clip cũng khá là dài. Cập nhật đến đây cũng coi như là hoàn thành trong ngày hôm nay rồi. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã cùng chung tay ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn nói chung và hoàn cảnh của cô Chính nói riêng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha. Bye bye.